ăn theo chế độ thực dưỡng đã trở thành một trào lưu được nhiều người quan tâm thực hiện trong những ngày gần đây nguyên nhân phần nhiều phải kể đến những bài viết tuyên truyền đang tràn lan trên mạng xã hội đặc biệt là những bài viết về thực dưỡng chữa ung thư thậm chí là những người tự nhận là chuyên gia thực dưỡng còn khẳng định rằng có thể chữa được nhiều bệnh những người này coi thực dưỡng là cách chữa bệnh không dùng thuốc cổ suý việc ăn thực dưỡng trên mạng xã hội thậm chí đẩy nó thành một trào lưu và kết hợp bán sản phẩm online khi tìm kiếm từ khóa hướng dẫn ăn thực dưỡng trên Google, trong vòng 0,47 giây có thể nhận được tới 77,5 triệu kết quả. Còn trên Facebook, chỉ cần gõ tìm kiếm ăn chay thực dưỡng, người dùng đã có thể tiếp cận được rất nhiều fanpage, hội nhóm chia sẻ cách ăn chay thực dưỡng và buôn bán các sản phẩm thực dưỡng. Có thể thấy, không khó để một người tìm và thực hành thực dưỡng với ngần ấy những thông tin. Đa số những bài viết được đăng tải diễn giải khả năng chữa bệnh thần kỳ của phương pháp ăn thực dưỡng, giúp thải độc tối đa và thay đổi hoàn toàn con người chỉ sau một thời gian áp dụng. Và không lạ gì khi lồng trong đó là các thông tin về các sản phẩm thực dưỡng. Nước mắm thực dưỡng, 90.000 cho một chai 500ml loại nước mắm chay và 100.000 cho một chai loại 500ml loại nước mắm cốt. Miso, một loại tương đậu nành của Nhật Bản, được bán với giá 200.000 một lọ 350g, 270.000 một lọ 500g. Mua loại 500g còn được tặng thêm 30g. Thậm chí còn có khóa học thực dưỡng với học phí lên tới 2,8 triệu cho một người. Các sản phẩm được bán với mức giá khá bình dân, lại được người bán quảng cáo là có khả năng trị được bách bệnh nên được rất nhiều người bình luận hỏi cách mua và cách sử dụng. Chưa biết hiệu quả tới mức nào, thế nhưng có thể thấy cộng đồng ủng hộ thực dưỡng có nhiều cá nhân khá cực đoan. Nhiều người so sánh thực dưỡng với các phương pháp uống thuốc Tây y và khẳng định đi theo Tây y để chữa ung thư thì chỉ có một con đường là chết thậm chí lấy những người đã qua đời vì ung thư da để làm ví dụ. Không biết hiệu quả của phương pháp thực dưỡng cũng như chất lượng của các sản phẩm thực dưỡng được giao bán đến đâu, nhưng những dòng trạng thái đầy tính thù hằn với bệnh tật và cái chết của người khác như thế này đã bị nhiều cư dân mạng chỉ trích là quá vô lương tâm và tàn nhẫn.